Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Tâm Đức Mobile. Hôm nay mình tiếp tục ở lại đây và cho mọi người biết những cái thông tin mới nhất về Apple iPhone cũng như là cách để chúng ta sử dụng iPhone một cách tối ưu hóa nhất nhé. Thì hôm nay mình cho mọi người biết một cái thông tin rất là hay, đấy là Apple sẽ tích hợp AI vào iPhone. Và Apple hiện tại đang trong quá trình đẩy mạnh phát triển trí tuệ nhân tạo AI thông qua nhiều thương vụ mua lại cũng như là tuyển dụng nhân sự và cập nhật những cái phần cứng ở trên máy. Mục tiêu của họ đấy là tích hợp AI thế hệ mới vào các dòng iPhone tiếp theo. Đây là một tin mừng, một tin vui mà mọi người nên có sự chào đón. Thực ra là không phải nên có sự chào đón mà mọi người hầu như đang chào đón, mong chờ và đang có một cái nhìn nhận rất là tích cực về những cái gọi là sản phẩm AI như thế này. Và AI trên Apple đã tốn hàng chục triệu USD mỗi ngày. Đấy, và một cái nữa là trí tuệ nhân tạo AI thì hiện tại đang trở thành một trong những cái công nghệ quan trọng trong thế kỷ 21, được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất dịch vụ đến những cái giải trí, và đặc biệt là vào trong những các thiết bị di động như là điện thoại chẳng hạn. Và các công ty công nghệ hàng đầu đặc biệt như là Samsung, Google đang đầu tư hàng ngàn tỷ đồng USD vào AI để giành cái lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên đối với lại là Apple tích cực hơn trong cái việc đấy là mua lại các công ty khởi nghiệp về AI với 21 thương vụ từ đầu năm 2017 đến nay, ấp ủ rất là lâu rồi và đã tung ra một cái tin để cho mọi người có thể biết rõ hơn và biết nhiều hơn về cái công nghệ mới này. Thương vụ gần đây nhất đấy là mua lại WaveOn, một công ty khởi nghiệp về nén video bằng AI vào đầu năm 2023. Và theo một bài báo nghiên cứu của Morgan thì gần một nửa số việc đang liên quan đến AI của Apple hiện nay có đề cập tới thuật ngữ gọi là học sâu, gọi là deep learning. Thì thuật toán hỗ trợ các mô hình AI thế hệ mới có khả năng tạo văn bản, âm thanh, viết code giống như con người chỉ trong vài giây. Trong năm 2018 thì Apple đã thuê Jones, giám đốc điều hành hàng đầu của cái sản phẩm dịch vụ AI trong cái đám dịch vụ đám mây trong cái trung tâm dữ liệu. Thì vào đầu năm nay thì Samsung đã cho ra mắt một cái Samsung S24 series thì tích hợp nhiều công nghệ AI mới. Tuy nhiên thì bản thân mình thấy sự đổi mới khá là nhiều nhưng mà chưa có sự chắc chắn trong cái sản phẩm mới này của Samsung. Và nhưng mà để mà nói thì nó là một cái bước tiến rất là tốt trong cái thời điểm hiện tại và trong cái tương lai. Và Apple hiện tại vẫn đang giữ kín kế hoạch AI của mình ngay cả khi các đối thủ công nghệ khác như Microsoft, Google, Amazon vẫn đang đầu tư công khai hàng nghìn tỷ đồng USD vào công nghệ tiên tiến này. Tuy nhiên thì công ty vẫn đang phát triển với mô hình ngôn ngữ lớn của riêng mình, công nghệ hỗ trợ các sản phẩm AI thế hệ mới chẳng hạn như ChatGPT của OpenAI. Thì tuy nhiên thì mục tiêu của Apple vận hành AI thông qua các thiết bị di động này, cho phép các chatbot vào ứng dụng AI chạy thêm phần cứng, phần mềm của điện thoại hoặc là iPad. Đấy, thì hiện tại những cái thông tin mới về AI trên cái iPhone thì nó cũng khá là mập mờ, chưa thật sự là rõ ràng để có một cái gì đấy gọi là cái bước đệm để có thể tin vào được cái thông tin này. Nhưng mà khi mà Apple đã tung cái thông tin này ra rồi thì nó cũng là một điều đáng mừng cho tất cả các anh em trong cộng đồng iFan yêu táo khuyết. Thì như bản thân mình thấy thì cái vấn đề mà đưa AI vào trong công nghệ cũng như điện thoại nó một điều hết sức tốt. Và không biết là Apple có đáp trả Samsung cũng như là các đối thủ cạnh tranh khác như thế nào, có đáp trả gần sớm hay không, hay là cũng phải đợi khoảng tầm 2-3 năm nữa mới đáp trả lại. Hoặc là điều quan trọng trong thời điểm hiện tại đấy là có một cái Apple vẫn chưa theo, đấy là nhà nhà đều gập lưng thì Apple vẫn giữ nguyên cái màn hình thẳng, không có làm hình gập lại, cũng không như bọn Samsung những cái dòng khác. Thì cái vấn đề là có theo được hay không hay là có đáp trả lại đối thủ hay không thì cần phải chờ đợi những cái thông tin mới nhất của Apple. Và nhất là cái phần công nghệ ứng dụng AI này thì nó sẽ có thật sự mang lại những cái trải nghiệm tốt hay là không thì chắc chắn là Apple vẫn đang đứng ngoài quan sát, như là cái việc mà nó đang quan sát tới những cái sản phẩm công nghệ gập của những cái thương hiệu lớn khác. Vì Apple thấy đấy là riêng trên cái màn
như là 13 Pro Max 120Hz đã gây tổn thất rất là lớn rồi, cho nên là nó sẽ không có kiểu như là mạo hiểm tiếp để chi trả những cái số tiền lớn để có một cái gọi cái màn hình gập mà chưa chắc là nó sử dụng bền được. Như mọi người biết, những cái cây màn hình gập nó hỏng rất là nhanh, nó giới hạn lần gập đấy. Vậy cho nên là cái vấn đề mà Samsung đi trước tiền nhiệm cái điện thoại có tính năng AL thì là Apple vẫn đứng ngoài nhìn, nó quan sát, nó xem là có những lỗi nào, những cái nào chưa phù hợp, những cái nào chưa đúng, cái nào chưa tốt để có thể xem xét và bổ sung vào những cái thiếu sót mà Apple đang theo đuổi. Vậy cho nên là để biết được những cái thông tin mới nhất trên AL của iPhone thì cùng chờ đón thông tin của Apple, hoặc là thêm khoảng tầm 2-3 tháng nữa thôi, mình tin là sẽ có những cái thông tin mới về cái sản phẩm AL trên Apple iPhone, thì mọi người có thể theo dõi cũng như là chờ những cái thông tin như thế này. Tại vì bản thân mình cũng vẫn rất là chờ mong, cũng khá là mông lung khi mà đọc cái những cái bài báo liên quan tới AL của Apple, cũng không biết là có thật sự là sẽ đưa vào được trong iPhone hay là không. Nhưng mà nếu như có thì đấy là một điều đáng mừng, cũng như là cách Apple đã cho phép người dùng tải những cái ứng dụng bên thứ ba trên Apple Store về. Đấy là một cái điều tốt, Apple đang cải tiến dần dần và đây là một điều đáng mừng, cũng như là chúc mừng Apple đã thành công trong cái việc đấy là làm hài lòng người tiêu dùng, rất biết cách lắng nghe. Vậy cho nên là nếu như mọi người thấy video này hay thì có thể like, share, subscribe cũng như để lại comment bên dưới nhé. Và chúc mọi người một ngày vui vẻ. Hẹn mọi người trong những video lần sau, mình sẽ cho mọi người biết những cái thông tin mới nhất về Apple iPhone cũng như là cách để chúng ta sử dụng iPhone một cách tối ưu hóa nhất nha. Và hẹn mọi người trong những video lần sau. Bye bye.